Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Công an Lạng Sơn tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1992, thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để điều tra xử lý về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, trước đó khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6 tháng 4 năm 2024, trong khi dự đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Tự ở thôn Bản Rị, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Nguyễn Văn Thuyết, cháu trai ông Tự xảy ra mâu thuẫn, xích mích với La Văn Hùng, sinh năm 1992, có họ hàng với Thuyết, chú thôn Khòn Thống, xã Hữu Khánh. Tại đây, Thuyết đã có hành vi dùng hung khí tác động khoảng 3 nhát vào người Hùng, trong đó một nhát trúng vào vùng bụng, khiến Hùng bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau sự việc người dân đã khống chế đưa thuyết đến trụ sở công an huyện lộc bình ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lộc bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường ghi lời khai những người có liên quan hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật Liên quan đến án mạng do mâu thuẫn va chạm khi đi ăn nhậu trong đám cưới, trước đó khoảng 19 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại trước cửa nhà ông Đinh Văn Sáng, sinh năm 1976, thôn Bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, xảy ra vụ việc Hà Văn Phi qua lại to tiếng với ông Sáng. Ngày sau đó, đối tượng Phi đã dùng hung khí tác động nhiều nhát vào người ông Sáng, khiến ông này gục ngã xuống đất. Gây án xong, Phi bỏ trốn khỏi hiện trường và đến cơ quan công an huyện Lộc Bình đầu thú còn ông đinh văn sáng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong được biết trước đó hai ông sáng và phi gặp nhau trong một đám cưới ở làng trong lúc uống rượu đã xảy ra lời qua tiếng lại mâu thuẫn cá nhân sau đó đối tượng phi đã tìm hung khí ngồi sẵn trước cửa gia đình ông sáng để giải quyết mâu thuẫn Ông Nông Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Khánh xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trị an trên địa bàn, đồng thời tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Hiện Công an huyện Lộc Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Văn Phi để tiến hành điều tra về hành vi giết người. Ngày 9 tháng 4, thông tin tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15, khóa 11, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, trong đó có vụ mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhân Trạch. Theo Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, trong vụ việc này, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng. Nhưng người trong cuộc không cập nhật thiếu cảnh giác, thông tin trên được đăng tải trên báo Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an không để các đối tượng lợi dụng Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản. Đoàn công tác yêu cầu tỉnh ủy Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương, thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Trước đó tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo số tiền lớn trong tài khoản. Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin về vụ việc và đơn vị chức năng của Bộ Công an đang cùng công an địa phương tích cực điều tra làm rõ theo thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và tự xưng là người của cơ quan bảo vệ pháp luật sau đó nhóm này thông báo bà nguyễn thị giang hương có liên quan đến vụ việc vi phạm pháp luật nhóm lừa đảo yêu cầu bà nguyễn thị giang hương mở tài khoản để chuyển tiền rồi nhanh chóng xâm nhập vào tài khoản của bà hương để lấy tiền Thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo lịch xét xử của đơn vị này, ngày 10 tháng 4 sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Phiên xét xử sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 tại phòng xét xử số 1 thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị truy tố theo điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Với khung hình phạt bị truy tố, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 đến 20 năm tù hoặc tù trung thân. Đáng chú ý, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án cho ông chủ hóa đơn Trương Xuân Đức. Cụ thể, theo cáo buộc lần đầu, vợ ông Đức là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 10 tỷ đồng tại nhà riêng ông Ca. Lần thứ hai, đích thân ông Đức đưa 5 tỷ đồng vào phòng ngủ tầng 1 nhà ông Ca. Lần thứ ba, vợ chồng ông Đức mang hai bao tiền chứa tổng cộng 15 tỷ đồng đặt vào phòng khách nhà ông Ca. Lần cuối cùng, bà Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đồng đến gặp ông Ca. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ông Đức lại cùng vợ đến nhà ông ca tại xã Canh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để hỏi kết quả chạy án. Tin tưởng ông ca đã lo chạy án xong, ông Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi bà Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng và vợ chồng trùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, 10 bị cáo khác cũng sẽ hầu tòa với các tội danh khác nhau. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Đình Đường, tri cục trưởng tri cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị truy tố về tội nhận hối lộ. Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn, người trung gian mua bán hóa đơn, bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đùa, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đức, bị truy tố tội trốn thuế. Được biết, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách là nhân chứng của vụ án. Liên quan đến vụ án này, ngày 3 tháng 3 năm 2023, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca. Quá trình xét hỏi, ông ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để chạy án. Khi bị bắt vào tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca cũng nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Trung Ngọc, sinh năm 2000, trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó vào cuối tháng 2 năm 2024, Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát trú tại quận Bắc Từ Liêm về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của chị Hát vào tối cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy Honda Vision có mời chào một nam thanh niên đi vui vẻ, hai người thỏa thuận đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống trên đường Phạm Hùng, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 để hành sự. Trong lúc chị Hát không để ý, nam thanh niên đã dùng gạch đập vào đầu chị Hát khiến chị bị ngã xuống đất chị hát chi hô cướp cướp liền bị đối tượng dùng tay đấm vào mặt và bụng của chị khi thấy chị hát không chống cự được nữa nam thanh niên đã lục túi sách của người phụ nữ lấy đi một điện thoại di động nokia 105 và chìa khóa xe máy khi chị hát chạy ra ngoài đường phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iphone 12 trong cốp xe trong sự hốt hoảng chị tìm đến cơ quan công an để trình báo Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Công an phường Mỹ Đình 1, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ. Sau 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của chị Hát là Vũ Trung Ngọc. Tổ chức bắt giữ khi Ngọc đang lẩn trốn trong một ngôi nhà nghỉ trên địa bàn quận Đồng Đa. Tại cơ quan công an, Ngọc Khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy chị Hát đi vào khu này, Ngọc đã cầm theo nửa viên gạch, lợi dụng lúc chị Hát không để ý đã đập gạch vào đầu chị. Biết người phụ nữ đã bị khống chế, Vũ Trung Ngọc lục lọi lấy tài sản, lấy được chiếc chìa khóa xe máy, Ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thì dừng xe mở cốp, bên trong cốp xe Ngọc thấy có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max. Ngọc liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường La Khê, quận Hà Đông. Sáng ngày 23 tháng 2, Ngọc đã lên mạng xã hội Facebook đăng bài bán chiếc xe máy Honda Vision với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa để tiếp tục lẩn trốn. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, Ngọc đã mang chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max đi cầm cố với giá 9 triệu đồng, dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, trú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đang trong ca trực, nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, Trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên Thượng úy và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Liên quan đến vụ việc anh T V Q, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình, tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô xát. Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu, gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết Long chưa có tiền án tiền sự. Long và Quy là bạn học. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục. Hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái, liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên Lưu Quang Trung, cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Long Thành. Đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh Vũ Minh Đức. Sáng ngày 9 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 1 lần thứ 21. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi nhắc đến vụ bắt cóc hai cháu gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vừa qua, công an quận 1 đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng cảnh sát hình sự, đơn vị nghiệp vụ kịp thời truy xét, giải cứu an toàn hai cháu giao về cho gia đình, bắt nghi phạm gây án. Ông Mãi cho rằng, từ câu chuyện này, quận 1 cần đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối với tư cách là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Mãi, là quận trung tâm, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề, không chỉ nêu vai trò của lực lượng công an quân sự mà phải phát huy công nghệ để đảm bảo an ninh trật tự, Trước đó vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, cùng bốn con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m Hai cháu NKTM và LHTL cùng nhau đi bán kẹo. 30 phút sau, chị Chi hốt hoảng vì không thấy M và L đâu. Chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều 6 tháng 4, công an phường Bến Nghé, quận 1 tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi về việc bị thất lạc hai con. Trước tình hình trên, lãnh đạo Bộ Công an và thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm. Chưa đầy 42 giờ kể từ khi tiếp nhận nguồn tin, tổ công tác của Công an quận 1 và phòng PC02 đã giải cứu thành công hai cháu và đang tiếp tục phối hợp để điều tra làm rõ hành vi của nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ phường 22 quận Bình Thạnh. Hiện công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ về lời khai của vi và chưa chính thức cung cấp về động cơ mục đích của nghi phạm trong vụ bắt cóc này. Trong chiều 8 tháng 4, công an quận 1 đã bàn giao hai cháu cho mẹ ruột trong sự vui mừng khôn xiết của người phụ nữ 27 tuổi. Vụ việc xuất phát từ sự mất tích kỳ lạ của hai cháu M và L vào tối ngày 3 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7 hàng đêm dẫn theo bốn con của mình, lớn nhất 10 tuổi và nhỏ nhất 9 tháng rưỡi đi theo bán kẹo cho du khách ở phố đi bộ để kiếm sống. Tối ngày 3 tháng 4, trong lúc bán hàng, chị Chi gặp người quen cách đó 100 mét nên để bốn con chăn nhau. Ít phút sau, chị Chi quay lại chỉ thấy hai con, con M và L đã biến mất. Chị Chi nháo nhào đi tìm. Một số người dân nói rằng thấy hai cháu gái dắt nhau đi vệ sinh gần đó và chỉ hướng đi của hai cháu nhưng chị Chi tìm không thấy. Được biết, Người chồng rời mấy mẹ con chị Chi cách đây không lâu và năm mẹ con quen sống cảnh đường phố về đêm nên có nhiều thông tin về sự thất lạc của hai cháu. Có người cho rằng người cha ruột của hai cháu đã bí mật tiếp cận dẫn con đi để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm con trong vô vọng, chị Chi mới trình báo công an phường Bến Nghé, quận 1, xác định tính chất nghiêm trọng nên vụ việc được báo cáo công an quận 1 và ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Một số trang mạng xã hội đã lan truyền thông tin và báo chí đã đăng tải nhằm hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai cháu gái mất tích kỳ lạ giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Do tính chất nghiêm trọng nên lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương vào cuộc, chạy đua với thời gian bằng mọi giá tìm thấy hai cháu một cách sớm nhất. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều phòng nghiệp vụ vào cuộc phối hợp cùng Công an quận 1 để nhanh chóng truy tìm hai cháu. Công an đã trích xuất nhiều camera ở các hướng xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ và các tuyến đường xung quanh nhận diện được một phụ nữ trẻ có nghi vấn tiếp cận hai cháu. Trưởng Công an quận 1 cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1, Phòng Cảnh sát hình sự đã được huy động vào cuộc. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera ở nhiều địa điểm, lực lượng Công an đã xác định rõ hai cháu đi theo một người phụ nữ trẻ. Lực lượng công an tập trung giả dựng lại quá trình di chuyển của người phụ nữ này cùng hai cháu để khoanh vùng. Được biết, Nghi phạm còn trẻ nhưng hành động khá tinh vi khi tiếp cận hai cháu ở một khoảng cách nhất định để rủ rỗ. Người này thoát ẩn thoát hiện, lúc thì đi bộ dẫn hai cháu nhưng có lúc đón taxi công nghệ để đưa hai cháu di chuyển. Dù dấu vết mờ nhạt, việc dựng lại quãng đường di chuyển của hai cháu và nghi phạm rất khó khăn. Đó là chưa kể động cơ vụ bắt cóc chưa rõ ràng, hai cháu có khả năng gặp nguy hiểm. Lúc này, hơn 200 cảnh sát ngày đêm lần tìm các manh mối, chạy đua với thời gian, quyết tâm truy tìm ra tung tích sớm giải cứu các cháu. Lực lượng công an đã khoanh vùng được địa điểm giữ hai cháu là khu trung cư cao cấp Sài Gòn Pơn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Đồng thời xác định nghi phạm là người phụ nữ trẻ Phạm Huỳnh Nhật Vi. Khi đã chắc chắn hai cháu đang có mặt trong căn hộ của nghi phạm Vi tại tầng 10, tòa tháp Ruby, khu Sài Gòn Pơn. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 4, lực lượng công an đã ập vào giải cứu và tiến hành tạm giữ nghi phạm. Vụ giải cứu thành công chỉ sau 42 giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo về vụ mất tích. Trung tá Trần Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, qua điều tra xác định nghi phạm Vi đã tiếp cận hai cháu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tối ngày 3 tháng 4, dùng thức ăn, tiền bạc để dẫn dụ các cháu. Vi dẫn hai cháu đi bộ qua nhiều con đường, từ quận 1 sang quận 8, rồi bắt taxi công nghệ đưa về căn hộ ở khu Sài Gòn Pơn. Tại đây, Vi tiếp tục dụ dỗ bằng thức ăn để giữ hai cháu lại, khiến cả hai không phản ứng, quấy khóc cho đến khi lực lượng công an ập vào giải cứu. Trung tá Dũng thông tin, đến nay xác định một mình Vi thực hiện hành vi, chưa thấy dấu hiệu có thêm đồng phạm. Quá trình giữ hai cháu tại căn hộ, Vi vẫn lo ăn uống và không có hành vi sử dụng vũ lực. Ngay sau khi giải cứu thành công, lực lượng công an cũng đã đưa hai cháu đi giám định sức khỏe. Kết quả cho thấy hai cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Niềm vui vỡ hòa, chị Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1997, mẹ nạn nhân, nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi nhận lại các con. Khi hay tin cảnh sát tìm được con, tôi rất vui mừng và vô cùng biết ơn các anh đã nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cháu. Bước đầu Vi khai nhận có chồng ở nước ngoài nhưng không có con. Do đó, Vi muốn đưa hai cháu trên về để nuôi dưỡng. Tuy nhiên, đây là lời khai ban đầu của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra chưa thông tin về động cơ gây án của Vi vì cần thời gian xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan. Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các cháu chưa có khả năng xử lý tình huống, chưa tự bảo vệ bản thân, do đó, gia đình cần hướng dẫn cho các con kỹ năng để xử lý khi bị dẫn dụ hoặc đi lạc. Đặc biệt, khi đưa các cháu đến khu vui chơi giải trí, khu vực công cộng, phụ huynh cần để mắt bảo vệ con em mình và đặc biệt lưu ý khi xảy ra sự cố cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời can thiệp. Thấy hai cháu gái bán kẹo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh không người trông coi, nghi phạm Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, đã dùng tiền bánh kẹo dẫn dụ nạn nhân theo mình rồi đưa về căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh. Bước đầu, công an xác định nữ nghi phạm gây án một mình. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc hai cháu gái, nạn nhân là cháu NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi 27 tuổi, quê Phú Yên tạm trú quận 7. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đây là chiến công xuất sắc của công an thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội. Để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích dụ dỗ đưa hai cháu đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích Trước tiên, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của hai cháu. Đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, đưa hai cháu thoát khỏi sự quản lý trong năm của mẹ để đưa về nơi ở chung cư Sài Gòn Pên. Xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội, chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2, điều 153 bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, ông Nguyễn Anh Thơm chia sẻ thêm, trong điều 153 Bộ luật hình sự có nêu người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Mới đây, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an nước bạn Lào và các đơn vị liên quan, các cơ quan chức năng bắt giữ thành công Lương Văn Búng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn ở nước ngoài. Theo tài liệu điều tra năm 2002, vì mâu thuẫn đất đai Lương Văn Búng sinh năm 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An, dùng súng bắn chết người đàn ông trú cùng bản. Sau khi gây án, Búng đưa vợ con rời khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra đã phát lệnh truy nã Búng về tội giết người. Búng sau đó đưa gia đình sang Lào thay tên đổi họ nhằm che giấu quá khứ. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Búng thường xuyên thay đổi nơi ở. Tuy nhiên, hành tung của Búng không qua được mắt của trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Mới đây, Tổ công tác phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan bắt thành công Búng khi đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh Viên Trăng, Lào, kết thúc cuộc trốn chạy tội ác 22 năm của người đàn ông này. Trong cùng thời điểm, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự bắt Lê Văn Điền sinh năm 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Điền bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2016. Quá trình sinh sống tại Lào, hai đối tượng gặp quen biết nhau để che giấu tung tích lai địch. Cả hai đối tượng thay tên đổi họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng. Sau khi vượt chặn đường gần 800 km chiều ngày 5 tháng 4 năm 2024, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã di lý hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt tại lào về đến thành phố vinh sau 22 năm lẫn trốn. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng xác nhận, Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 điện viên phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, người vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cán bộ của đơn vị. Trước đó, như đã đưa tin, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại nhà của Tạ Vũ Trờ sinh năm 1978, con của một đại gia trong ngành xây dựng khá nổi tiếng tại Hải Phòng, ở một khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tăng vật có liên quan. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền sinh năm 1986, trú tại nhà số 0608 Paris, khu đô thị cao cấp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại số 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng. Nguồn tin riêng của báo Người Lao Động cho hay, vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, trong số 5 chân dài có mặt tham gia bữa tiệc, ngoài Bùi Thị Ngọc Bích là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, còn có VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy, công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng dương tính với ma túy. Được biết, hiện công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai nữ cán bộ này. Trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an vừa hoàn thiện, Cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chống người thi hành công vụ. Cụ thể, điều 72 dự thảo luật nêu rõ, khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng thi hành nhiệm vụ được quyền thực hiện một số biện pháp. Đầu tiên, lực lượng chức năng giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ đồng thời giải thích quyền và trách nhiệm của người vi phạm, thuyết phục, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Khi người vi phạm không chấp hành mệnh lệnh, yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, cán bộ chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Cũng theo dự thảo, trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí cần tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi của người vi phạm. Còn trong trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy, người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục An ninh điều tra A09 đã khởi tố và bắt tạm giam thêm 3 bị can trong vụ án liên quan đến công ty Xuyên Việt Oi. Như vậy, vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại, vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan hiện có 14 bị can, nhiều người trong số này là các cựu quan chức cấp bộ ngành địa phương. Hôm 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, sinh năm 1963, thứ trưởng Bộ Công Thương về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Theo Bộ Công an, việc khởi tố ông Đỗ Thắng Hải có liên quan đến quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa vào nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tại kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đỗ Thắng Hải cùng nhiều lãnh đạo khác của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, lập thẩm định phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do AIC thực hiện. Trước ông Đỗ Thắng Hải, ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cục A09 Bộ Công an áp dụng biện pháp tố tụng tương tự đối với bị can Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Mới đây, A09 khởi tố thêm Vũ Trung Thành, Giám đốc Việt Tin chi nhánh Thanh Xuân về hành vi đưa hối lộ. Ngoài những cá nhân trên trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, A09 Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam hàng loạt cựu cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh gồm Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên cục trưởng cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước, phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương. Bên cạnh đó còn có các bị can Phan Kiến Anh, giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu nghi sơn, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do. Về phía công ty Xuyên Việt Oi, cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp này, điển hình như Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Đinh Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Long, trưởng phòng kinh doanh, hay như bị can Nguyễn Văn Thắng là Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của công ty Xuyên Việt Oi. Theo kết quả điều tra, Cơ quan điều tra A09 xác định các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu từ người tiêu dùng thông qua quản lý sử dụng tài sản công. Các bị can đã không nộp tiền vào tài khoản theo quy định họ dùng thủ đoạn gian dối lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm đoạt cho mục đích cá nhân gây thất thoát cho nhà nước